Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái công cụ chú thích 2D. Nó nằm trong video giới thiệu của chuỗi bài học giới thiệu về công cụ Text trong phần mềm Revit. Như các bạn biết rằng, trong Revit khi chúng ta triển khai các bản vẽ kỹ thuật thì việc sử dụng các công cụ Text là một cái công cụ rất là quan trọng. Bởi vì tất cả những cái bản vẽ mà đi về chi tiết ấy, thì sử dụng Text là một trong những cái cách mà chúng ta có thể diễn tả được chính xác nội dung của cái bản vẽ của chúng ta. Các bạn có thể sử dụng Text ở rất nhiều nơi, ở những cái bản cắt lớn hoặc những cái bản cắt bé, hoặc là những cái chi tiết rất là nhỏ như thế này. Và mỗi công ty họ sẽ có những cái tiêu chuẩn sử dụng text riêng để làm sao các bạn có thể có những kiểu text nó phù hợp với tiêu chuẩn công ty và nó phù hợp với tiêu chuẩn của quy định của Bộ Xây dựng, cũng như là làm sao để có thể tạo ra những bản vẽ đẹp mắt nhất. Việc sử dụng text là một trong những cái yếu tố bắt buộc, gần như là bắt buộc trong hầu hết các bản vẽ của các phần mềm, không chỉ là Revit. Do vậy thì nắm được cái công cụ sử dụng các cái text là một điều rất là quan trọng. Tuy nhiên, sử dụng text cũng cần những cái điều lưu ý và những cái điều phải biết cách một cách sử dụng thông minh. Bởi vì về bản chất, text là một cái đối tượng 2D do chúng ta tạo ra mà nó không liên quan tới nhiều đến cái đối tượng mô hình 3D. Do vậy, text cần phải sử dụng một cách thông minh. Nếu không, các bạn tưởng tượng khi chúng ta sử dụng text, nếu phương án thay đổi thì text chúng ta sẽ không thay đổi. Do vậy, sử dụng text phải đúng nơi, đúng chỗ, được chưa? Và trong cái chuỗi video của chương học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể tạo ra được những cái dòng text đẹp mắt, phù hợp với công ty các bạn nhất. Và nội dung của chương học này, các bạn sẽ trải qua 3 video với các nội dung hướng dẫn tạo chữ text, thiết lập kiểu chữ phù hợp với tiêu chuẩn và hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ tra cứu thay chữ và kiểm tra chính tả trong phần mềm Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo đây.